chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng triển khai tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 đợt 8 bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 2021. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch. Những người con Lâm Đồng sinh sống làm việc tại các tỉnh thành phía Nam đang có dịch COVID-19, đồng hành vượt qua dịch bệnh, chấp hành nghiêm lời kêu gọi ai ở đâu ở yên đó. Ninh Thuận, nông dân bán lúa tươi để bảo toàn lợi nhuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tính đến 7 giờ sáng ngày 29 tháng 8, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc COVID-19, đều liên quan đến 2 chùm ca bệnh ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, nâng tổng số người mắc COVID trên địa bàn tỉnh lên 240 trường hợp, trong đó đang điều trị là 119 trường hợp và ra viện 121 trường hợp. 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa mới ghi nhận, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến chùm bệnh tại vựa rau Thu Bé, còn lại 1 trường hợp F1 của chùm bệnh nhà xe Như Vinh đều ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương. Như vậy, số ca dương tính ghi nhận liên quan đến chùm ca bệnh nhà xe Như Vinh tính đến thời điểm này có 8 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp làm việc tại nhà xe Như Vinh, còn lại 2 trường hợp là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương. Riêng chùm ca bệnh vừa ra Thu Bé có 5 trường hợp F0, trong đó có 4 trường hợp cùng một gia đình. Ngành y tế đã điều tra truy vết được 194 trường hợp F1, 914 trường hợp F2. Hiện ngành y tế Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh điều trên. Sáng nay, tỉnh Lâm Đồng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 2021. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng được Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt này là 9.000 liều. Các đối tượng được tiêm như người mắc bệnh nền, bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có cơ địa dị ứng, phụ nữ mang thai trên 3 tuần và đang cho con bú, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, công nhân khu công nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giao thông, vận tải, người làm việc tại các công ty xây dựng, người tiếp xúc với nhiều người tại các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, số còn lại chưa tiêm mũi 1. Tổ chức theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động trên địa bàn toàn tỉnh. Từ ngày 26 đến 28 tháng 8, huyện Đức Trọng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho các đối tượng ưu tiên. Sau khi kết thúc đợt tiêm này, huyện Đức Trọng có trên 9.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 2.000 người tiêm đủ 2 mũi. Đây là đợt thứ 5 huyện Đức Trọng tổ chức tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 với số lượng 1.600 liều vaccine Moderna. Tiêm cho các đối tượng ưu tiên như người có công, người khuyết tật, người có bệnh nền và người cao tuổi. Các đối tượng này đã tiêm mũi 1 vào đầu tháng 8. Do số lượng đông nên đã tổ chức làm 2 điểm tại nhà thi đấu đa năng huyện và trạm y tế thị trấn Liên Nghĩa để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch và giám sát an toàn sau tiêm chủng. Sau khi kết thúc đợt tiêm này, huyện Đức Trọng có trên 9.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 2.000 người tiêm đủ 2 mũi. Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch. Những người con Lâm Đồng sinh sống làm việc tại các tỉnh thành phía Nam đang có dịch COVID-19, đồng hành vượt qua dịch bệnh, chấp hành nghiêm lời kêu gọi ai ở đâu, ở yên đó là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tiếp tục chương trình những chuyến xe yêu thương ủng hộ nông sản cho vùng dịch. Sáng ngày 28 tháng 8, Hội Nông dân Lâm Đồng phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức thu hoạch, đóng gói, vận chuyển rau củ đến với người dân tỉnh Bình Thuận. Theo đó, hơn 30 cán bộ Hội Nông dân và cán bộ Ban dân vận tỉnh đã tham gia thu hoạch đóng gói 8 tấn rau tần ô và cần tây tại phường 3, thành phố Đà Lạt. Đây là số lượng nông sản các nông hộ vừa bán vừa ủng hộ cho nhân dân vùng dịch với giá rẻ hơn thị trường. Ngoài ra, đợt này cán bộ hội còn kết nối vận động
nông dân, doanh nghiệp các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, nông dân xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt bán giá ưu đãi 11 tấn cà chua, cải thảo và củ cải. Tất cả sản lượng nông sản trên đều đóng gói và tập kết về trung tâm hỗ trợ nông dân để xe tải của Hội Nông dân Bình Thuận đến vận chuyển về phân phối cho người dân trong vùng dịch của tỉnh này. Được biết, từ đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đến nay, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các hội đoàn thể vận động, quyên góp và mua được hơn 50 tấn nông sản để ủng hộ cho người dân nhiều vùng dịch ngoại tỉnh. Đây là một hoạt động giàu tính nhân văn và ý nghĩa, để vừa giúp nông dân tiêu thụ nông sản, vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng giãn cách xã hội do dịch bệnh. Sáng nay 29 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức trao 300 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà trao tặng trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, mì gói, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn. Thực hiện kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm, Công an thành phố Đà Lạt đoàn kết quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Lãnh đạo Công an thành phố đã giao cho đội công tác hậu cần, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tổ chức vận động trong công an các phường xã, đội nghiệp vụ quyên góp hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đã vận động được 300 phần quà, mỗi phần bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì, nước mắm, dầu ăn, đường và 10 quả trứng gà, trị giá khoảng 400.000 đồng một phần. Trong sáng nay, đội công tác hậu cần, đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an thành phố Đà Lạt đã đi trao các phần quà cho người dân tại địa bàn phường 7, xã Tà Nung và tới tận nhà trao quà cho 15 trường hợp người dân bị khuyết tật, già yếu, đi lại khó khăn. Ngoài ra, để đảm bảo thuận tiện cho người dân đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, công an các phường xã còn lại trên địa bàn sẽ nhận quà từ công an thành phố và trao cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Lâm Đồng, lời kêu gọi ai ở đâu, ở yên đó rất cần thiết trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Việc thực hiện này không chỉ đảm bảo cho công tác phòng chống dịch có hiệu quả, mà còn tạo sự an toàn, không làm quá tải ở các địa phương, chấp hành tốt chủ trương của địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Hiện nay, người dân Lâm Đồng đã và đang tiếp tục thực hiện lời kêu gọi này, động viên người thân chấp hành nghiêm các quy định để bảo vệ sức khỏe gia đình, bản thân và cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dưới tác động của dịch COVID-19, ngay tại tỉnh Lâm Đồng, nơi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhưng nhiều người trong xã hội cũng gặp khó khăn khi mất việc làm, thu nhập giảm sút đáng kể. Vì vậy, có thể hiểu được cái khó, cái khổ của người con Lâm Đồng tha hương lúc này. Bà Trần Thị Hương ở khu phố Nguyễn Du, phường 9, thành phố Đà Lạt, có hai con học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã gần 4 tháng nay, các con không thể về Đà Lạt do dịch bệnh. Lo lắng thương con, bà đứng ngồi không yên, nhưng chính các con bà đã quyết định ở lại vì sự an toàn của bản thân và động viên bố mẹ. Ở nhà, hãy yên tâm khi các con ở lại và tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền sở tại. Thật ra thì cô cũng nửa muốn con về, nửa muốn không. Là vì đi lúc mà là đi về á, thì cũng rất là nguy hiểm, khi mà bước đi ra rồi lên xe lên đồ thì về cũng rất là nguy hiểm. Thì cô cũng đồng tình là cô cũng khuyên các cháu ở lại yên tại chỗ. Động viên các em là cứ ăn uống đầy đủ vô rồi chịu khó tập thể dục. Thì ở yên trong nhà thì cô nghĩ chắc cũng không sao đâu. Không đồng tình cái việc trốn về. Vì cái đó là vừa nguy hiểm cho mình, vừa nguy hiểm cho cộng đồng nữa. Mỗi người dân đều phải có ý thức hết thì mới là dập tắt được dịch. Cũng như bà Hương, ông Trần Văn Thảo ở phường 3, thành phố Đà Lạt có con làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tháng nay, con ông phải ở trong nhà không thể ra ngoài. Ông vẫn tìm cách gửi thực phẩm và hàng ngày động viên con. Ông cho biết, trước đây ông đăng ký danh sách cho con trở về Đà Lạt theo chủ trương của tỉnh. Nhưng sau đó, chính phủ kêu gọi ai ở đâu, ở yên đó. Tỉnh Lâm Đồng đã tạm ngưng việc đón công dân trở về theo chủ trương của chính phủ. Ông đã động viên con ở lại. Ông cũng nhận thức rất rõ, nếu người dân ồ ạt trở về khi năng lực y tế, cơ sở vật chất của địa phương chưa đảm bảo cho số lượng người cách ly quá lớn, thì không chỉ làm cho địa phương khó khăn trong công tác chống dịch, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính con em mình. Đi tự phát cho nên là về là ở địa phương sẽ không kiểm soát được. Mà từ chỗ không kiểm soát được thì cái lây nhiễm, lây lan cái bệnh COVID này là rất là nguy hiểm cho cộng đồng ở khu dân cư nếu khi về tới. Đấy. Cho nên cũng đề nghị là bà con mà có con em hiện nay đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đó, Bình Dương và Đồng Nai và các tỉnh đang mà xảy ra dịch thì cũng nên khuyên là thôi,
ta cứ ở nơi đó để cho làm sao chấp hành tốt cái chính sách của địa phương ở nơi đó về cái công tác phòng dịch. Sau rồi khi ổn định, địa phương có cái kế hoạch thì sẽ có cái liên hệ để đưa con em về, thì nó sẽ thuận tiện hơn và đảm bảo hơn cho công tác chống dịch của các địa phương nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Có thể nói trong lúc dịch bệnh, việc tuân thủ các quy định chống dịch là rất cần thiết. Sự đồng lòng của người dân sẽ quyết định sự thành bại của mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh. Để có sự đồng thuận này, có thể kể đến sự đi sâu đi sát của các cấp chính quyền trong việc bám sát địa bàn, cung cấp thông tin kịp thời cho người dân, đồng thời lắng nghe, chia sẻ tâm tư tình cảm của người dân để cả người dân và chính quyền cùng nhau đồng hành chống dịch. Hiện công văn 4979 của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho bà con nhân dân, con em mình ở thành phố Đà Lạt mà đang ở vùng dịch là thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Và tư tưởng thì của các phụ huynh thì cũng rất là lo lắng cho các em, nhưng mà tuy nhiên là sau khi mà chính quyền địa phương cũng như là hệ thống chính trị, ban điều hành tổ dân phố đi vận động thì các cô chú cũng yên tâm hơn và cũng vận động con em mình là cũng nên là ở tại vùng dịch, không nên đi về tự phát ở về Đà Lạt. Tuyên truyền vận động bà con thì thông qua các kênh là tổ Covid cộng đồng và ban điều hành tổ dân phố cũng đã trao đổi trực tiếp với các hộ dân về hiện nay là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hết sức tại thành phố Hồ Chí Minh, nên là chưa thể đưa con em về ngay lúc này được. Thì trên cơ sở đó thì phường cũng phân tích là phải có xây dựng một cái phương án để tiếp đón công dân cho phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch của địa phương nói chung và đảm bảo cho các công dân trở về được an toàn. Thì qua đó thì các hộ dân cũng đã hiểu, thông cảm và cũng đồng tình và cũng đã có sự chia sẻ sâu sắc với chính quyền địa phương. Để giúp đỡ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng vừa ban hành văn bản về việc bổ sung đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, địa phương sẽ hỗ trợ người lao động thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là công dân Lâm Đồng đang sinh sống học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội với mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng một người, và đề nghị các sở ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ra soát tổng hợp danh sách để sớm thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng này. Điều này cho thấy sự quan tâm chia sẻ đùm bọc của chính quyền và nhân dân Lâm Đồng với những người con xa xứ để họ yên tâm vượt qua khó khăn, trở ngại, đợi ngày trở về an toàn. Tôi cũng như một số gia đình thì cũng rất là lo lắng cho tình hình của con mình, cũng như địa phương thì bao giờ cũng lo lắng cho con em mình. Vì con em mình cũng là người địa phương và từ địa phương mình ra đi làm ăn để phát triển kinh tế. Chính quyền địa phương chúng ta thì cũng đã rất là suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này, thì theo tôi biết là như vậy. Thì bà con chúng ta cũng không nên làm những cái việc mà địa phương chúng ta chưa cho phép. Công văn là theo của Thủ tướng là chúng ta ở đâu thì ở đó. Thì bản thân chúng tôi cũng động viên các gia đình đó là cố gắng động viên con em ở lại tại địa bàn đó và tránh tiếp xúc ra bên ngoài nhiều để làm ảnh hưởng. Và cái nguồn động viên thì bản thân chúng tôi cũng động viên các gia đình đó là cố gắng động viên các con em của chúng ta và từng bước làm sao để mình tránh làm ảnh hưởng và chung đến toàn xã hội. Và cái thứ hai nữa là các gia đình thì cũng thường xuyên động viên và chia sẻ với con cái chúng ta để làm sao các con cháu của chúng ta yên tâm công tác và hoàn thành được cái chương trình chung và cái mục đích chung của toàn xã hội. Báo cáo của lãnh đạo ngành y tế Lâm Đồng, sáng ngày 29 tháng 8, toàn tỉnh có 240 người mắc COVID-19 và hiện đang cách ly 4.706 trường hợp. Trong đó, cách ly tập trung 1.438 trường hợp và cách ly tại nhà hơn 3.000 trường hợp. Điều này cho thấy diễn biến dịch COVID-19 có chiều hướng ngày càng phức tạp. Địa phương đã và đang áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch cấp bách để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Quê hương luôn là chỗ dựa tinh thần cho mỗi người con xa xứ khi hoạn nạn khó khăn. Nhưng dù ở đâu, tình thân, tình đoàn kết vẫn luôn là động lực cho con người vượt khó. Khi những nỗi niềm riêng của từng gia đình được chia sẻ, giải bày, được thấu hiểu, sẽ tiếp thêm động lực cho mọi người đồng tâm hiệp lực, hướng đến mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ những vùng xanh và hy vọng ngày trở về sẽ đến gần hơn trong sự sẻ chia đùm bọc của quê hương. Đã
đảm bảo nhiệm vụ công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia trải dài trên 48 xã phường thuộc 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cán bộ công nhân truyền tải điện Lâm Đồng luôn nêu cao ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm vận hành lưới điện, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 2 tuần nay, để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, gần 20 cán bộ nhân viên của trạm biến áp 500 kV Di Linh đã được đơn vị bố trí ăn ở làm việc tại chỗ. Dù công việc cuộc sống gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm chung, nhất là đối với tầm quan trọng của hệ thống lưới điện quốc gia. Vì vậy mà cán bộ nhân viên ở đây luôn sẵn lòng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ theo sự phân công. Trong cái quá trình sống cách ly ở đây thì giữa anh em thì vẫn là cách ly giống như thực hiện các cái chế độ 5K. Rồi khoảng cách giữa hai người trực vận hành và những người giao ca thì vẫn đảm bảo khoảng cách là trên 2 mét để thực hiện là đảm bảo cái vấn đề an toàn cho phòng chống dịch. Và cái vấn đề đi lại thì khi mà 10 người, những cái người ở tập trung trong này khi về thì vẫn ở thực hiện ở nhà, còn cái ca tiếp theo thì chuẩn bị vào tiếp thì chỉ có đi lại rất là ít và ở nhà là hạn chế đi lại. Đảm nhiệm công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện 220 kV, 500 kV trải dài trên 48 xã phường thuộc 11 huyện thành phố trên địa bàn. Truyền tải điện Lâm Đồng trực thuộc công ty truyền tải điện 3. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia hiện quản lý vận hành gần 150 km đường dây 500 kV, trên 220 km đường dây 220 kV, một trạm biến áp 500 kV Di Linh với tổng dung lượng 900 MV A. Và hai trạm biến áp 220 kV Đức Trọng Bảo Lộc với tổng dung lượng 540 MV A. Qua đánh giá, phần lớn đường dây truyền tải điện đi qua các địa bàn thuộc khu vực đồi núi, địa hình phức tạp. Các tuyến đường dây bị chia cắt bởi nhiều sông suối, vực sâu. Trước những khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, truyền tải điện Lâm Đồng quán triệt nghiêm cán bộ nhân viên trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, chú trọng theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố về an toàn hành lang lưới điện. Song song đó, đơn vị còn tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện kết hợp với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, với quyết tâm vận hành hệ thống lưới điện quốc gia luôn được thông suốt và an toàn. Đối với công tác vận hành thì ngoài cái công việc quản lý vận hành đường dây thì định kỳ, kiểm tra định kỳ hàng tháng thì bọn em đi các cái vị trí mà trọng điểm thì theo dõi tới 24/24 và triển khai kiểm tra trước, kịp thời nắm bắt và khắc phục được những cái nguy cơ, xử lý kịp thời nó. Thì để mà đảm bảo cái đường dây nó luôn vận hành an toàn. Và tụi em là trong cái tinh thần mà ứng trực rồi 24/24 là sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng để lên đường mà để làm nhiệm vụ để khắc phục cái sự cố do mưa bão. Thì truyền tải điện Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện triển khai các cái xây dựng các phương án. Thứ nhất là đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống Covid của truyền tải điện Lâm Đồng. Ban chỉ đạo cũng có ở cấp truyền tải và ở các đội trạm. Thứ hai là về công tác tuyên truyền và truyền thông thì đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên được nắm vững các cái chủ trương chính sách của tập đoàn, của tổng công ty, của công ty cũng như của đơn vị và của địa phương về công tác phòng chống dịch, và triển khai bố trí tất cả các trang bị cho công tác phòng chống Covid. Ví dụ như là trang bị là khẩu trang, dụng cụ sát khuẩn, đo thân nhiệt và các trang thiết bị là đảm bảo cho anh em sinh hoạt giãn cách. Bố trí công đoàn và sản xuất đã phối hợp bố trí và hỗ trợ cho trang bị cho các đơn vị đầy đủ các cái dụng cụ cần thiết để đảm bảo đời sống trong công việc thực hiện nhiệm vụ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó việc nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ động thực hiện các biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà truyền tải điện Lâm Đồng triển khai không chỉ giúp cho công tác quản lý vận hành nguồn điện lưới quốc gia được an toàn, thông suốt, góp phần chung tay cùng với địa phương trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: Ninh Thuận nông dân bán lúa tươi để bảo toàn lợi nhuận. Trung ương đoàn triển khai các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam.
Thưa quý vị và các bạn, năng suất lúa vụ hè thu năm nay tại Ninh Thuận cao hơn cùng kỳ năm trước từ 5%, sản lượng tăng 3,7%. Được mùa nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên giá lúa giảm mạnh. Để bảo đảm lợi nhuận, tránh sụt giá khi vào thu hoạch rộ, nhiều nông dân đã bán lúa tươi ngay tại ruộng, đồng thời tính tới phương án bỏ sản xuất vụ mùa, tập trung cho vụ đông xuân. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Ninh Thuận xuống giống hơn 14.000 ha lúa. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều và rải đều, kết hợp với kế hoạch sản xuất chặt chẽ, xuống giống đồng loạt theo khung lịch thời vụ. Phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa bình quân đạt 6,3 tạ một sào. Lúa canh tác theo quy trình 1,5 giảm đạt 7,2 tạ một sào. Cá biệt có khu vực đạt trên 8 tạ một sào. Vụ đây là nó đạt năng suất. Nó lại thời tiết ổn định, nó không có mưa gió như mọi năm vừa rồi. Năng suất nó cao hơn là cái vụ đây là nó cao hơn như là năm ngoái, là cái hè thu năm ngoái là năng suất nó chỉ có 7 tạ thôi trong một sào. Nhưng vụ này là năng suất nó nằm 8 tạ đến 8 tạ rưỡi trong một sào. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng. Việc chế biến vận chuyển lúa gạo gặp khó khăn nên lượng lúa tồn kho nhiều. Do đó, khi thu hoạch lúa vụ đông xuân, giá lúa tươi chỉ dao động từ 4.800 đến 5.400 một ký. Với mức giá này, người nông dân chỉ lãi từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng một sào. Do đó, rất nhiều nông dân chọn phương án bán lúa tươi ngay tại ruộng để đảm bảo lợi nhuận, đồng thời bỏ sản xuất lúa vụ mùa, tập trung cho vụ đông xuân để tránh rủi ro về thời tiết và giá lúa. Tiền phân thuốc thì mua chịu táo vụ thanh toán, thì buộc phải bán cho họ để thanh toán nợ nần, chứ để là đâu có được. Giờ có muốn để ở nhà cũng không được, mà khi để ở nhà cũng không có chỗ để, cái vụ mùa nên bỏ. Để nó tập trung đông xuân là nó có năng suất cao hơn. Là tại mình bỏ một vụ hoang á thì cái đất lúa, đất đó này như nó hồi lại đông xuân thì nó tốt lúa hơn. Nếu mà vụ mùa bỏ hết đồng loạt á thì lúa nó sẽ hiếm lại, thì nó sẽ lên, sẽ có giá cao hơn. Sản xuất lúa vụ mùa thường trùng với mùa mưa bão nên lúa dễ bị ngập úng, năng suất chỉ đạt từ 5,5 đến 5,7 tạ một sào. Do đó, ý định bỏ sản xuất vụ mùa của nông dân rất phù hợp với kế hoạch giãn vụ, tiến tới mục tiêu chỉ sản xuất 2 vụ lúa một năm mà ngành nông nghiệp đang triển khai. Trong vụ mùa năm nay, ngành nông nghiệp sẽ giảm diện tích gieo sạ lúa từ 4.800 đến 6.815 ha, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết. Phù hợp với điều kiện canh tác hiện nay, trong vụ mùa là phải nói là gió mưa rồi xong lũ lụt có thể xảy ra. Những cái vùng thấp trũng nó có nguy cơ là ảnh hưởng lũ lụt, cho nên nó sẽ là mà bị mất trắng diện tích cũng như là sâu bệnh, nó có điều kiện phát sinh, phát triển. Cho nên là trong cái vụ mùa năm nay là theo chủ trương của tỉnh cũng như là ngành nông nghiệp anh em chúng tôi là cho giảm diện tích khoảng 6.000 ha toàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh mới thu hoạch được khoảng 3.400 ha lúa vụ hè thu, chiếm hơn 20% diện tích. Việc chọn phương án bán lúa tươi ngay tại ruộng và giảm diện tích vụ mùa là lựa chọn hợp lý. Cách làm này để thị trường tiêu thụ hết lượng lúa tồn đọng và để đất phục hồi, giúp nâng cao năng suất, đồng thời đẩy giá lúa tăng trở lại trong vụ đông xuân sắp tới. Thực hiện công điện của Thủ tướng về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19, Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Thành viên của các đội tình nguyện gồm giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh hệ trung cấp tại các trường cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề các khối ngành y dược, với số lượng tổng cộng là 5.000 người. Trước ngày 10 tháng 9, các tình nguyện viên sẽ được trang bị sổ tay, cẩm nang, tham gia tập huấn trực tuyến về kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ phòng chống dịch theo định hướng nội dung của ngành y tế và nhu cầu mỗi địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.